Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Mới gần đây thì mình có đặt được một bài viết, đó là khi anh em xây dựng những cấu hình PC hoàn chỉnh mà bỏ quên đi màn hình thì chắc chắn đấy là một trọng thiếu sót lớn mà chỉ những người nào mới build PC thì mới gặp phải thôi. Anh em đồng ý ý kiến này không? Cá nhân mình thì thấy thì điều đấy cũng không hẳn là sai, bởi vì có rất nhiều người chúng ta khi build PC thì chúng ta nhắm đến cấu hình đầu tiên. Cái đấy thì đúng mà, bởi vì là chúng ta cần phải lựa chọn VGA này, lựa chọn CPU này, RAM này, SSD này, thậm chí là về mặt tản nhiệt hay là hình thức LED RGB chúng ta cũng đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên thì sau khi đầu tư xong thì chúng ta lại phân vân không biết nên chọn mua những mẫu màn hình nào, bởi vì yếu tố đấy là đúng, bởi vì chúng ta sẽ có hai nhu cầu, thứ nhất là làm đa dụng và cái thứ hai là chơi game. Thì với nhu cầu làm đa dụng thì anh em thông thường vừa làm việc và vừa chơi game, anh em sẽ chọn mua những cái mẫu màn hình có cái tần số quét chỉ khoảng 60Hz thôi, nhưng bù vào đấy là cái mẫu màn hình đấy có độ chính xác màu sắc cao, hoặc là anh em sẽ chọn mua những cái mẫu màn hình phù hợp cho nhu cầu gaming, đó là thuần những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái trải nghiệm, ví dụ như là tần số quét cao. Anh em nằm trong yếu tố nào? Nếu anh em nằm trong yếu tố là chúng ta chỉ cần mua màn hình bình thường hoặc mua màn hình 60Hz thì lựa chọn nào cũng ok. Còn nếu anh em là một trong những cái người lựa chọn những mẫu màn hình phục vụ cho nhu cầu gaming thì ở đây mình đang có mẫu màn hình có tầm giá khoảng chừng 4 triệu đồng mà anh em có thể cân nhắc, đến từ Samsung. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái khía cạnh gaming đi. Thì với những mẫu màn hình gaming, anh em sẽ đề cập đến yếu tố là tần số quét cao. Cái này chắc chắn chuẩn. Tần số quét cao sẽ đảm bảo cho cái yếu tố trải nghiệm chúng ta sử dụng tốt hơn khi mà chúng ta nhìn đối thủ này, và cái chuyển động của màn hình cũng sẽ mượt mà hơn. Thì với 144Hz, nếu anh em nào mà đang thắc mắc, thì 144Hz là một trong những tần số quét tiêu chuẩn. Kể cả trên những mẫu laptop gaming thì đều có màn hình có tần số quét là 120 hoặc là 144Hz. Thậm chí là những cái mẫu smartphone hiện tại thì cũng có những tần số quét cao. Thế nên anh em đã biết được rồi đấy, tần số quét cao có ảnh hưởng khá là nhiều đến cái trải nghiệm của chúng ta. Thì với cái tần số quét cao thì chưa chắc đã đủ để có thể trải nghiệm. Chúng ta cần thêm một yếu tố nữa, đó là độ trễ của màn hình. Độ trễ của mẫu màn hình này sẽ là 4mm G2G. Anh em có thắc mắc rằng 4mm thì liệu có cao hay là không? Thì chắc chắn là không. 4mm G2G là phù hợp để anh em có thể chơi game và giải trí rồi. Chỉ một số người như kiểu là GoPro hoặc là hardcore lắm thì anh em mới quan tâm đến những cái mẫu màn hình 0.5G hoặc là 1mm G2G thôi, chứ còn về mặt cơ bản 4mm là mình thấy rất là ổn cho nhu cầu sử dụng rồi. Tiếp theo nữa là với tầm giá 4 triệu này, chúng ta có tần số quét cao thì cái tấm nền sử dụng ở đây là tấm nền VA. Mình biết là có rất nhiều anh em lo lắng với tấm nền VA, bởi vì là mặc dù cái tấm nền VA là khá gần so với IPS rồi, tuy nhiên thì phần màu sắc nó sẽ nhạt hơn khi so với IPS. Điều này là chắc chắn và mình có khẳng định luôn. Thì về mặt góc nhìn đi, ở đây thì mình có nhìn nghiêng ở đây thì màu sắc màn hình trông vẫn khá là ok, bởi vì một phần nữa đây là tấm nền do Samsung sản xuất và anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh những cái chế độ có sẵn trong thiết lập để có thể khắc phục tạm thời cái yếu tố đấy. Nhân tiện nói đến góc nhìn của sản phẩm đi, anh em nhìn thấy cái mẫu màn hình ở đây có kích thước bao nhiêu inch? Màn hình này sẽ có kích thước là 24 inch, tức là cái kích thước tiêu chuẩn để anh em có thể giải trí và gaming. Thậm chí khi mà đi thi đấu những cái tựa game esports cũng đều sử dụng màn hình là 24 inch. Cả iPad đấy nhá, thời chung thi đấu gì cũng 24 inch. Thì anh em thấy mặc dù 24 inch nhưng trông khá là nhỏ gọn. Lý do bởi vì đây là màn hình cong với độ cong là 1800R. Thì khi mà chúng ta sử dụng ấy, màn hình cong như này, khi anh em chơi game ấy thì mắt của chúng ta chỉ cần nhìn thẳng thôi. Vì anh em đá map, anh em chỉ cần liếc mắt xuống bên dưới một chút, hoặc là bàn CSGO thì liếc mắt lên một chút là đã có thể sử dụng được, trải nghiệm được khá tốt rồi. Tuy nhiên thì một số anh em làm về phần đa dụng đi, một số anh em làm về phần thiết kế thì lại không thích màn hình cong cho lắm, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị giác. Đấy là cái ý mà mình nghe được. Thì mình không biết rằng là anh em nào có làm thiết kế hay là làm những công việc nào mà sử dụng màn hình cong rồi thì có thể confirm bên dưới cho mình là anh em có sử dụng màn hình cong hay không. Mua màn hình về, ngoài việc là chúng ta trải nghiệm hàng ngày này, nhìn thẳng vào màn hình, thì cũng cần phải nhìn đến những cái thiết kế xung quanh nữa. Thì thông với màn hình 4 triệu đi, 144Hz 24 inch màn hình cong rồi, thì chắc chắn ở đây sẽ làm từ nhựa, kể cả chân đế này và phần khung thì vẫn được làm từ nhựa. Tuy nhiên thì anh em vẫn khá là yên tâm so với cái trải nghiệm sử dụng chúng ta khi mà rung mạnh màn hình, rung mạnh bán thì màn hình mới đung đưa thôi. Còn khi mà để bình thường ở đây gì thì có những phít cao su bên dưới rồi, giữ màn hình khá chắc. Thì màn hình ở đây, màn hình sẽ có một cái chân đế liền thôi, thì việc của anh em sẽ chỉ là ngửa lên ngửa xuống thôi, chúng ta sẽ không thể thay đổi độ cao của màn hình. Và muốn thay đổi độ cao ấy, thì bắt buộc anh em phải mua thêm những cái tấm gỗ để kê lên bàn để đẩy màn hình lên cao, bởi vì là cái mẫu màn hình này sẽ không hỗ trợ chân đế VESA. Cái điều này thì là cũng tương tự so với những mẫu màn hình của Samsung thôi, thông thường sẽ phù hợp sử dụng cho cái chân đế. Tuy nhiên về mặt
kích thước sử dụng về mặt cái trải nghiệm đi, thì mình thấy chân đế này cũng khá ổn rồi. Nó phù hợp với góc nhìn anh em để cái thấp thấp một chút thì khắc phục một chút cái yếu tố của sản phẩm. Tiếp theo nữa là về phần đằng mặt trước của sản phẩm, anh em nhìn thấy ở đây cái xung quanh cái viền màn hình và chân đế được làm từ nhựa bóng. Về mặt hình thức nhìn cái sản phẩm này sẽ khá là bắt mắt, nhìn trông nó bóng bẩy. Tuy nhiên thì anh em cũng cần phải lưu ý khi mà sử dụng, đó là chúng ta cần phải hạn chế để những cái đồ vật sắc nhọn đây, bởi vì nhựa bóng mà, chỉ cần một số những cái thao tác để đồ mà nó trượt trượt vài lần thôi là màn hình chúng ta sẽ bị xước, và qua đấy cái hình thức của sản phẩm trông nó cũng sẽ buồn cười đi một tí. Anh em lưu ý cẩn thận một chút thôi là được. Về phần mặt sau của sản phẩm thì sẽ tập trung những cái cổng kết nối, bao gồm là 2 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort và 1 cổng nguồn. Nói chung là đủ để cho chúng ta có thể sử dụng. Mình cũng khuyến khích anh em là sử dụng luôn cái cổng DisplayPort để có thể gọi là xuất hình luôn, nó vừa tiện vừa nhanh, anh em cắm nhận luôn. Ở những cái mẫu cả gọi cũ không DisplayPort thì có thể sử dụng HDMI, nó để tăng cái tính tiện lợi của sản phẩm lên mà thôi. Thì với khoảng giá 4 triệu đồng dành cho mẫu màn hình gaming, mình biết là anh em sẽ có rất là nhiều những cái đòi hỏi xoay quanh những cái mẫu màn hình. Tôi cần phải có màn hình nó phải đạt được yếu tố A, B, C. Tất nhiên thì mỗi một tầm giá sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Anh em có thể đầu tư lên một chút, cụ thể là gấp đôi, để chuyển sang những mẫu màn hình có cái tần số quét vẫn là 144Hz hoặc 165 nhưng có cái độ phân giải là 2K. Biết đâu đấy với phù hợp với nhu cầu của anh em thì sao? Mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau. Anh em có sử dụng màn hình có tần số quét cao hay không thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. We'll be right back.